Vâng, nhân dịp khai trương một cái lề mới thì hôm nay Tuấn Anh đã xếp ra đây một dàn xe. Có thể nói là tất cả những mẫu xe ở đây thì đã được rửa sạch sẽ rồi và xếp một cách cũng khá là ổn định ra đây rồi. Nhà em thì chuyên mua bán cung cấp kinh doanh ký gửi tất cả những cái mẫu xe đã qua sử dụng từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng, từ 7 chỗ cho đến 5 chỗ ngồi, từ số sàn cho đến số tự động và từ tất cả các dòng các hãng bà con nhé. Nếu như quý khách hàng và quý bà con, các anh chị em nào đang có nhu cầu hoặc đúng chân một trong những cái mẫu xe ở đây thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm ngắm xe cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Tất cả những cái dòng xe như Toyota, như Hyundai hay là Ford hay là tóm lại là Kia, tất cả những cái dòng xe bên em bán đều rất là thông dụng. Không có dòng xe nào mà gọi là dòng xe xe khù khoằm và hoàn toàn là vằn cả nhá. Tất cả những cái dòng xe đây đều rất là đẹp cho anh em. Nếu như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nào có nhu cầu có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào nhé. Ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ báo giá nhanh cho anh em khai trương một cái lần mới. Nếu như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nào mua được thì em sẽ giới thiệu cũng như là sẽ để cho các bạn một cái giá quá hợp lý và quá hời ở trong những cái ngày này. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi người xem video của em đừng quên bấm cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên nhé. Bây giờ tôi nay sẽ đi báo giá cho anh em về tất cả cái chi tiết và những cái mẫu xe ở đây bà con thấy được rất là đẹp cho anh em đúng không ạ? Ok, đầu tiên đây thì tôi nay sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2015 bản AT số tự động. Con này thì được trang bị một cầu 2.7V và chiếc xe đang đeo tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng 15K15651, xe tư nhân chính chủ của em luôn nhé. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán là 475 triệu đồng và bên em sẽ bao ra tên chính chủ cho quý khách hàng luôn ạ. Bao ra tên chính chủ cho anh em luôn. Con này thì tư nhân rồi, xe đẹp, màn hình cam lùi âm thanh hay, nội thất đẹp sạch sẽ và đẹp đẽ ok luôn. Con này chạy thì cực kỳ ổn định luôn. Đấy. 475 triệu đồng bên em bao ra tên chính chủ cho quý khách hàng và quý bà con. Nếu như bà con, các bác chị em nào có nhu cầu mua chiếc Fortuner form mới đời cao như thế này thì có thể qua bên em ạ. Đấy, 7 chỗ ngồi, máy xăng. Ok, xe bên đây thì có một chiếc Fortuner nữa. Con này thì nó là một chiếc xe đời thấp thôi, 2010 form cũ. Anh em nhìn thấy hai cái form này nó khác nhau hoàn toàn luôn nhá. Hai form này thì nó khác nhau hoàn toàn luôn, nhưng con này thì nó rẻ luôn. 2010 máy xăng 2.7V, trang bị hộp số tự động 4 cấp số thôi. Nhưng con bên cạnh đây thì nó 5 cấp số thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhưng con này thì nó hai cầu, hai cầu cơ thôi. Hai cầu cơ thì chạy nó hơi bị giật giật một tí, nhưng mà nó rẻ đó các bạn, nó rẻ lắm. Con này có cả màn hình Android cộng với cam lùi. 2010 máy xăng 2.7V, con này để cho anh em là 299 triệu thôi. 299 triệu thôi, nó cũng chỉ bằng một chiếc Innova số tự động thôi, nhưng mà con này thì Fortuner. Và còn nhá, màu đen biển Hải Dương, tên tư nhân, biển 34A074547, một chiếc xe cũng chỉ có chưa đến 300 triệu, 299 triệu là các bạn đã sở hữu được chiếc Fortuner này rồi. Ok, tiếp tục em đang có cho anh em một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Toyota Innova 2010 bản G xịn, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về thì các bạn chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi. Và với cái tầm tiền như thế này chỉ có 230 triệu thôi thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Innova G 2010. Tất cả cái giá đây thì bên em đã bao rút hồ sơ và có bớt nhiệt tình cho anh em nếu như anh em đến xem xe thực tế và gọi điện trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé bà con nhé. Anh em yên tâm ạ, tất cả cái giá đây đều rất là đẹp và rất ổn định cho anh em. Giá thì ở trên thị trường bán như nào bên em sẽ bán rẻ hơn. Đó, 230 triệu đồng bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé. 2010 lốp mới cả dàn luôn bà con nhé. Con này thì được cái là 4 quả lốp chủ xe đã thay mới hoàn toàn luôn và có màn hình Android, có nước hoa và hồ sơ cầm tay rồi. Đấy, một cái giá cực kỳ hợp lý cho anh em, chỉ có 230 triệu đồng thôi. Nếu như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nào sở hữu chiếc xe này, công nhận là có cái lề mới thì quay xe bao giờ nó cũng đẹp hơn, nhưng chất lượng xe thì còn phải đến xem xe thực tế bà con nhé. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Innova 2008 bản G. Con này thì đang đeo biển 36A73165. Con này thì nó là 2.0, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024. Con này để cho anh em với giá 145 triệu thôi. Con này thì nó hơi xấu xấu một chút, nhưng mà thực ra thì Innova ở cái tầm tiền này thì nó cũng chỉ được như thế này thôi anh em nhé. Nó không còn cái gì cả. Nói chung là máy thì rất ổn định, nhưng mà tất cả bên sơn bên ngoài hay tất cả mọi thứ thì đã đàn lại hết rồi. Và cái tầm giá của nó thì như anh em thấy có 145 triệu một chiếc 2008 thì anh em thấy là nó quá hợp lý cho anh em rồi. Anh em không phải suy nghĩ gì cả bà con nhé. Tiếp tục sau đây em đang có cho anh em một chiếc Innova 2014, con này thì biển Hải Phòng 15A14248 ạ. Con này thì nó là màu bạc đời 2014 bản E, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không lỗi. Xe rất là zin cho anh em, với cái tầm giá chỉ có khoảng tầm 339 triệu đồng thôi. 339 triệu đồng có bớt cho anh em, có bảo hồ sơ cho anh em nhé. Xe thì cam kết cho anh em là đẹp không lỗi, xe gia đình sử dụng, tư nhân không khoan đục nhá. Con này thì hiện tại là màn hình Android trần nỉ nguyên bản, ghế da theo xe. Xe cực kỳ rộng rãi, đời 2014 với giá có 339 triệu đồng thôi. Nếu như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì có thể nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có số hotline 0816662386 hoặc 0971255863 bà con nhé. Đấy, bà con có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em ạ. Nhà em thì bây giờ là bãi mới, lán mới rồi. Lán thì cũ rồi nhưng mà cũng là che mưa che nắng và lền thì cũng đã đẹp rồi. Đấy, cố gắng tạo cho anh em một cái sân chơi, cố gắng tạo cho anh em một cái chiếc xe
làm sao mà nó hoàn chỉnh và được đặt trên một cái niềm tin cực kỳ ok cho anh em nhé. Ok, Morning 2010, con này thì số tự động bản SNX nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động 1.0, chiếc xe đang đeo biển ở Hải Phòng, 15A08726. Con này thì bản này là bản gần như là cái form chót của đời này rồi. 21 thì nhập khẩu thì nó nên form mới nhá. Con này để cho anh em với giá là có 188 triệu đồng thôi, đăng kiểm tháng 7 năm 2023, màu lông chuột nha con nhá. Biển 15A08726 ạ. 18A14066, một chiếc Innova 2010, bản G xịn, một mẫu xe cũng có thể nói là cực kỳ ổn định cho anh em ạ. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá là 228 triệu đồng, bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé. Biển Nam Định, tên tư nhân chính chủ, bản G xịn nhé, 228 triệu đồng. Nếu như quý khách hàng một cái bà con quá chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào và chạy thử nhé. Với giá chỉ có 228 triệu đồng thôi. Quý khách hàng một cái bà con quá chị em nào có nhu cầu thì hãy alo cho em ạ. Bên trên đây là một chiếc Innova 2009, con này thì biển Nam Định, 18A38370, con này thì bản G xịn, xe để sử dụng tư nhân không khoan đục. Còn con bên đây thì con 2010 thì nó có khoan đục, có taxi nhá. À, như là về tên tư nhân rồi, nhưng con trên đây thì nó không khoan đục, không taxi. Đời 2009 thì chắc chắn nó sẽ phải bằng cái giá của 2010 rồi. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá chỉ có 228 triệu đồng hoặc 225 triệu đồng thôi là cũng lên sóng cho anh em rồi, cũng ok cho anh em rồi. Biển 18A38370, xe gia đình sử dụng nhá. Ok, VinFast Farin ạ. Với chiếc VinFast Farin sản xuất năm 2020 này, bản Plus, con này là bản cao cấp ấy. Con này đang đeo biển 17A176713, tư nhân một chủ từ đầu sử dụng, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, xe zin cả xe, keo chỉ máy số zin hết mà con nhá. Với giá chỉ còn loanh quanh đâu đó khoảng 300 triệu thôi, đời 2020, bản Plus. Tiếp tục là một chiếc xe, đó là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2015, đăng ký lăn bánh lần đầu 2016, tên tư nhân chính chủ, biển Hà Quảng Ninh. Xe thì cam kết cho anh em không lỗi, gia đình sử dụng, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ nhé. Con này thì để cho anh em là 185 triệu thôi, đăng kiểm tháng 6 năm 2024, 185 triệu thôi. Xe thì cam kết cho anh em zin cả xe không lỗi, đăng kiểm mới. Con này thì máy zin từ mặt dàn cò, nội thất đẹp mà con nhé. Con này có video riêng rồi, anh em có thể qua video bên em để tham khảo này. Một chiếc xe ở phân khúc hạng C mà anh em bỏ ra cái tầm tiền chỉ có hơn 200 triệu một tí thôi, thì em nghĩ đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho anh em này. Phân khúc hạng C mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình, chạy tất cả mọi thứ đều rất ok. Hyundai Avante, con này sản xuất năm 2014, số sàn máy 1.6 con nhé. Con này thì hiện tại là đang đeo biển Quảng Ninh 14A74746. Con này thì lên full đồ chơi rồi, lên full đồ chơi rồi, anh em mua về chỉ việc chạy thôi. Mua về chỉ việc chạy thôi, nội thất của nó thì cực kỳ đẹp và giá của nó thì cũng rất hấp dẫn cho anh em. Chỉ có 228 triệu đồng thôi, 226 triệu đồng thôi, bên em bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé. 226 triệu đồng, một chiếc Hyundai Avante 2014 phiên bản số sàn máy 1.6, tư nhân chính chủ, biển Quảng Ninh. Ok, tiếp tục là một chiếc Hyundai Avante 2011 phiên bản số tự động. Con này thì máy của nó là 1.6, số tự động mà con nhá. Xe đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Con này hiện tại thì đời 2011, máy của nó là 1.6 này, có màn hình Android, có đèn lổ start top, có chống trộm đồng hàng nhá. Để cho anh em có 260 triệu thôi bà con nhá. 260 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đăng kiểm tháng 3 năm 2024, bản full cửa sổ trời, đèn lổ start top đầy đủ nhá. Rất đẹp luôn ạ. Vâng, tiếp tục là một chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2009 mà con ơi. Con này là nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc nhá. Đời 2009, số sàn thôi, một chiếc xe gia đình sử dụng, máy 1.6. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 175 triệu thôi. 175 triệu anh em mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình ok luôn mà. Đời 2009, Cerato nhập khẩu nguyên con, một chiếc xe cực kỳ ổn định và rất chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình. Bà con, các bác chị em nhà mình nào quan tâm về chiếc xe này thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm xe. Chiếc xe đang đeo biển, con này thì đã rút hồ sơ rồi, về bấm biển vào tên. Của cái biển này thì em tạm thời em nắp vào để em đi thôi nhé, không phải biển này đâu nhé. Không, anh em là đây, biển của nó là như thế này đây, đăng kiểm của chiếc xe đây, bà con thấy đây. Biển 25 của tỉnh Lai Châu này, đăng kiểm tháng 6 đấy, đăng kiểm rồi nhá. Với giá chỉ có 175 triệu thôi, một chiếc Kia Cerato nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc ạ. Rất đẹp. Ok, tiếp tục là một chiếc Kia Cerato 2017, con này là bản AT số tự động 1.6 nhé. Con này thì đang đeo biển Hải Dương 34A29527. Nếu với cái tầm tiền chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 400 triệu, có hỗ trợ trả góp đến 50% giá trị chiếc xe này, thì anh em có thể mua và sử dụng chiếc xe này được ạ. Đấy, loanh quanh 400 triệu, một chiếc Kia Cerato 2017 bản AT số tự động mà con nhé. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng nên đến 60% giá trị chiếc xe. Con này hiện tại bên em đang bán loanh quanh là 400 triệu đồng và tầm tiền như 200 triệu là anh em cũng có thể sở hữu chiếc xe này rồi. La răng của nó thì rất là đẹp, la răng phay cực kỳ đẹp cho anh em này, gần như là chưa có xước xát gì. Đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2025 mà con nhé. Một chiếc xe Kia Cerato 1.6 nhá, biển Hải Dương, tư nhân chính chủ, rất đẹp luôn cho anh em này.
Ok, trên đây anh em có một chiếc Hyundai Accent ạ. Với chiếc Hyundai Accent bản nhập khẩu đời 2017, tên tư nhân một chủ từ mới sử dụng biển Hải Phòng. Con này thì hiện tại là một chủ từ đầu nhá, máy 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc màu đỏ. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 298 triệu, 295 triệu. Nhưng nếu như anh em là mua con này thì em để cho anh em 280 triệu thôi. 280 triệu là cái giá nói nhỏ cho anh em nhá. Một chủ từ mới số sàn 1.4. Xe thì cam kết cho anh em không lỗi, gia đình tư nhân sử dụng một chủ từ mới. Xe nhập khẩu thì nó rất là đẹp và rất là chất lượng cho anh em ạ. Máy 1.4 siêu tiết kiệm nhiên liệu cho anh em nhé, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho anh em này, với cái tầm giá cũng khá là hợp lý cho anh em nhé. Đăng kiểm thì đến 2024, một chủ từ đầu sử dụng ạ. Rất đẹp luôn. Một chiếc xe màu đỏ nữa đó là một chiếc xe Kia K3. Với chiếc K3 này thì sản xuất năm 2015, phiên bản số tự động máy 2.0. Một chiếc xe cũng khá là ổn định ở cái phân khúc hạng C nhé. Con này có cửa sổ trời, có tất cả mọi thứ ở một chiếc xe luôn. Từ túi khí ABS, gương kính chỉnh điện, ghế điện nhớ, ghế điều hòa tự động, cửa sổ trời, cruise control, ga tự động, và giá của nó loanh quanh đâu đó khoảng 370 triệu thôi bà con ạ. Vâng, cũng một chiếc xe đời cao giá rẻ đó là một chiếc xe Chevrolet Cruze, sản xuất năm 2015, form mới. Con này thì số tự động bản LTZ 1.8, con này đã có cửa sổ trời, có đầy đủ hết nhá. Hệ thống đèn của nó rất là đẹp cho anh em, màu vàng đồng. Con này thì hiện tại là bên em đang bán là 290 triệu đồng. 290 triệu đồng thôi, quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc Chevrolet Cruze 2015, đăng kiểm tháng 3, tháng 4 năm 2024 nhé. Xe rất là đẹp cho anh em này, hệ thống đèn đóm của nó, nội thất trong này rất là rộng rãi nhé. Vâng, cũng là một chiếc K3, nhưng con K3 này thì nó là số sàn thôi bà con ạ. Sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, máy 1.6, tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng 15K47317. Với chiếc xe này thì với cái tầm tiền như thế này, chỉ có hơn 300 triệu một chút thôi. Hơn 300 triệu một chút thôi thì quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe số sàn, mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì ok luôn. Số sàn nhưng vẫn có cruise control, ga động, vẫn chế độ lái 3 chế độ, có màn hình OLED cộng với lại điều hòa tự động, số cấp 6 cấp số nhá. Và để cho anh em là 319 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ gốc cho anh em này. 319 triệu đồng bao rút hồ sơ gốc cho anh em với một cái tầm tiền như thế này. Thì em nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe mà có thể thay thế dòng Toyota Vios, để các bạn mua về chạy gia đình, chạy dịch vụ thì cực kỳ ok luôn. Tiếp tục là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2017. Con này thì số sàn, máy 1.5 bản E, một chủ từ mới, máy mới, tư nhân chính chủ một chủ từ đầu nhá. Con này thì Vios thì anh em thừa biết nó là như thế nào rồi, quá bền, quá lành. Hơn nữa con này nó là xe gia đình sử dụng một chủ từ mới nên giá của nó thì cũng chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 320 triệu thôi. Giá cắt lỗ luôn nhá. Giá cắt lỗ luôn là 320 triệu thôi bà con nhá. Một cái giá cực kỳ ổn định, đăng kiểm tháng 1 năm 2024 luôn bà con ạ. 27. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Hyundai Grand i10, sản xuất năm 2015, bản AT, số tự động 1.0, hatchback một đầu, biển Hải Phòng. Con này hiện tại bên em đang chào bán là 268 triệu đồng, đăng kiểm tháng 6 năm 2024, và giá của nó thì rất là hợp lý, số tự động bà con nhé. 15A33137, con này hiện tại là quá ổn định cho anh em ở cái tầm tiền như thế này. Đấy, màn hình Android này, tất cả mọi thứ của nó rất là đẹp cho anh em nhé. Mất rất là đẹp luôn, số tự động 1.0 thôi bà con nhé. Bản hatchback một đầu luôn ạ bà con ạ. Rất xịn sò luôn. Ok, một chiếc xe đang đeo biển 90A100008, một chiếc Innova 2015 bản E xịn, tên tư nhân chính chủ biển Hà Lam, xe gia đình sử dụng, không qua đục, không taxi, không dịch vụ. Và cái tầm tiền mà chỉ bỏ ra khoảng tầm 3 đồng 3 thì anh em đã sở hữu được một chiếc Innova màu vàng cát đời 2015 form mới. Xe rất là đẹp, động cơ 2.0, nội thất nguyên bản và ghế da, máy móc zin, keo chỉ mà không lỗi, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024. Anh em mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình, chạy xe du lịch thì em thấy là nó khá là hợp lý để cho bà con có thể mua. Giá bên em vẫn bao rút hồ sơ và có bớt cho anh em đến xem xe. Vâng, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Kia Carian 2016 bà con nhé. Con này sản xuất năm 2016, số sàn, máy 2.0. Xe thì đã rút hồ sơ rồi, về thì anh em chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Và cái giá bây giờ thì hiện tại bên em đang chào bán là 258 triệu đồng, có bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé. 258 triệu đồng có bao rút hồ sơ gốc cho anh em. Quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nào có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì có thể qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào, trải nghiệm về xe nhé. Một chiếc xe Carian đời cao luôn và giá thì chưa đến lưng nửng 300 thôi. Con này thì nó chỉ có 258 triệu thôi bà con ạ. Một chiếc xe Kia Carian 2016 số sàn, gia đình sử dụng, tư nhân, không qua đục, không taxi, không dịch vụ ạ. Tiếp tục là một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2009, bản SNX màu đỏ, biển Quảng Ninh. Bản SNX nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Vâng, con này thì hiện tại bên em đang chào bán 175 triệu đồng thôi. Số tự động 1.0, xe nhập khẩu, có rút hồ sơ gốc cho anh em nhé. Đấy, bản này là bản full rồi, bản SLX tức là bản điều hòa tự động, la răng bông mai, số xích giác và máy eco, rất đẹp. Honda City sản xuất năm 2014, phiên bản số tự động, máy 1.5, bản CVT. Con này đang đeo biển Hà Nội 30A
68845 đăng kiểm tháng 11 năm 2024. Và con này thì anh em là mua thì với tầm giá khoảng 3.3 thì anh em đã có được một chiếc Honda City số tự động và cái tầm tiền phân khúc hơn 300 triệu. Đó, một chiếc City ở phân khúc hạng B cực kỳ ổn định. Con này thì nó cực kỳ đầm, chạy chắc và có chế độ lái cực kỳ ổn định cho anh em. Với cái khoang nội thất của nó thì rất là đẹp và rất xịn sò, có đầy đủ màn hình Android to phạc luôn. À, rất là đẹp cho anh em nhé. Quý khách hàng và quý bà con đã quan tâm về chiếc City này thì có thể được alo cho em ạ. Vâng, tiếp tục là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2010. Con này thì phiên bản số sàn, máy 1.5, tên tư nhân biển Hải Phòng. Và ở cái tầm tiền như thế này thì hiện tại là chỉ có 155 triệu đồng thôi. Thì bà con các bác chị em đã sở hữu được chiếc xe này ở cái tầm tiền cực kỳ hợp lý ạ. Đấy, với giá 155 triệu đồng đời 2010, số sàn, máy 1.5. Anh em mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì cực kỳ ổn định và rất chất lượng cho quý hàng và quý bà con nhé. Form dáng của nó thì cũng khá là đẹp và bền nhanh. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Toyota Vios bản G sản xuất năm 2014, bản G, số tự động, máy của nó là 1.5. Con này thì hiện tại là tôi anh đang chào bán với cái tầm giá chỉ có 319 triệu đồng thôi. Đó, sản xuất năm 2014, biển 15A14797, cái tầm giá như thế. Thì anh em có mua được hay không thì anh em qua bên em. Anh em mua được giá nào thì anh em có thể là bảo em một câu ạ. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe, đó là một chiếc xe Chevrolet Cruze sản xuất năm 2015, phiên bản số xa, số tự động. Con này là máy 1.8 bản NTZ form cũ, tên tư nhân biển Hải Hà Nội. Để cho anh em 275 triệu đồng thôi, bà con nhé, 275 triệu đồng Cruze ạ. Ok, đây em đang có một chiếc Hyundai Accent ạ. Với chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2000 bao nhiêu ạ? Hyundai Accent sản xuất năm 2009, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. À, con này thì tên tư nhân biển Hải Phòng, xe đã rút hồ sơ rồi, về thì các bạn chỉ việc bấm biển ra tên mà thôi. Và con này hiện tại là đời 2009, 138 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ nhé. Xe rất là đẹp cho anh em luôn ạ. Tiếp tục là hai chiếc i10, con này là bản thiếu, à con này là bản đủ đây, đời 2014 số sàn với giá loanh quanh 175 triệu đồng. À, máy 1.0, con này thì đời 2015 số sàn, máy 1.0 bản thiếu cũng giá 175 triệu đồng. Và Spark này thì 2010 với giá 70 bà con nhá, 70. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Daewoo Lacetti CDX. Chiếc xe này thì là bản số Trung Đông đời 2009, bản này bản 8 túi khí nhá. Biển Hà Nội, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng. À, với giá tầm tiền hơn 200 triệu thôi. Tầm tiền hơn 200 triệu thôi thì quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc xe này thì, rất là đẹp cho anh em, chỉ hơn 200 triệu thôi anh em đã sở hữu được, quên, hơn 100 triệu thôi, lên lại hơn 200 triệu. Hơn 100 triệu thôi anh em đã sở hữu được một chiếc xe Daewoo Lacetti CDX nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. À, số tự động, rất là đẹp cho anh em. Đó. Cái này thì để cho anh em 168-69 triệu thôi. 168-69 triệu thôi mà anh em đã có số tự động đi, 2009 nha, xe nhập khẩu nguyên chiếc này. Ok, tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Toyota Vios. Con này thì sản xuất năm 2011, biển 15A404109 nha. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với một cái tầm tiền chỉ có loanh quanh 160 triệu thôi. Nhưng anh em nào mua của em thì em để cho anh em 150 triệu thôi. Bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé. Một cái giá không thể đâu rẻ hơn rồi. Toyota Vios 2011, phiên bản số sàn, máy 1.5. Con này thì nó là một chiếc xe bản Nimo, tên tư nhân biển Hải Phòng, xe cực kỳ ổn định cho anh em nhé. Với cái tầm giá như thế này thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe cực kỳ đẹp, chất lượng và ổn định cho quý khách hàng cũng như quý bà con các bác chị em nhà mình. Nếu muốn mua một chiếc xe, mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì khá là hợp lý cho anh em đấy. 40409 nha, xe cứng đét luôn anh em ạ, cứng đét luôn. Anh em thích một chiếc xe đời cao thay thế những chiếc xe Vios mà anh em muốn có một chiếc xe giá rẻ hơn thì anh em có thể sử dụng chiếc xe này nhé. Một chiếc Kia Forte sản xuất năm 2013, bản đủ 1.6, tư nhân chính chủ biển Hà Lan, 90A08330, con này thì nó là 1.6 nhé, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024, giá của nó thì bây giờ đúng 245 triệu thôi bà con ạ. Xe của nó rất là đẹp luôn, bản đủ nhé, có cả đầy đủ nhé, màn hình Android điều hòa tự động 1.6. Thực ra thì anh em chạy con này thì nó hơn chạy Vios 23 luôn, mà 23 thì bây giờ cũng tầm tiền như vậy mà taxi ra. Con này thì nó là xe gia đình sử dụng và không có đục không taxi dịch vụ gì. Đấy, anh em có thể cân đối, con này thì là một trong thương hiệu đến Hàn Quốc, form dáng của nó thì anh em thấy đây. Một chiếc Vios và một chiếc Forte thì con nào chọn đẹp, con nào hơn ạ? Đấy, rất ổn định luôn, 245 triệu đồng thôi. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Rio sản xuất năm 2011, con này thì bản AT số tự động 1.4, xe thì nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Giá của nó thì đây là cho anh em là 275 triệu đồng, bao vào tên cho anh em cứ mua bán thoải mái luôn. Anh em hỗ trợ cho anh em thoải mái về cái việc ra tên chính chủ luôn, đời 2011 số tự động 1.4 bà con nhé. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Avante sản xuất năm 2010
Hyundai Avante 2011 phiên bản số tự động máy 2.0. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Con này thì hiện tại là máy xăng 2.0. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán là 245 triệu thôi. 245 triệu con này thì nó có cửa sổ trời đầy đủ này. Có cửa sổ trời đầy đủ và có tất cả mọi thứ của chiếc xe. Đấy, quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nào có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Đấy, con này thì hiện tại là bên em đang chào bán là 245 triệu đồng nhá. Tiếp tục là Kia Rio 2015 phiên bản số sàn số tự động, máy của nó là 1.4, con này thì tên tư nhân biển Hải Phòng, 15A38326 và tầm tiền của nó là 335 triệu đồng. Có bớt cho anh em, có hỗ trợ cho anh em vận chuyển, có hỗ trợ cho anh em rút hồ sơ, có hỗ trợ cho anh em ra tên chính chủ, anh em chỉ cần làm sao mà thích thôi thì alo cho em thôi, giá nào Tuấn Anh cũng bán luôn ạ. Tiếp tục là một chiếc Toyota Innova 2016 phiên bản E-Sit, tư nhân chính chủ, con này thì đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển ra tên mà xong thôi. Với tầm tiền con này hiện tại bên em đang bán tầm khoảng 440 triệu, bên em bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé. Xe gia đình sử dụng, tư nhân, không con đục, không taxi, không dịch vụ bà con nhé. Và rất đẹp luôn ạ. Ok, tiếp tục bọn em đang có cho anh em một chiếc Toyota, một chiếc Ford Everest sản xuất năm 2008, máy dầu 2.5, số tự động, biển 30E92441. Với chiếc xe này thì nó là một chiếc xe 7 chỗ ngồi, máy dầu số tự động và tầm tiền của nó thì hiện tại bên em đang bán có 245 triệu thôi. Xe thì cực kỳ đẹp cho anh em nhé, nội thất thì cực kỳ rộng rãi cho anh em này. Với cái tầm tiền như thế này thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe quá ổn định, quá chất lượng cho anh em này. Tầm tiền 245 triệu mà con đã sở hữu được chiếc xe Ford Everest 2008 phiên bản số tự động máy dầu 2.5. Một chiếc xe quá ổn định cho anh em ạ, rất xịn sò luôn cho anh em. Vâng, Kia Morning 2008, số tự động máy của nó là 21.0, biển 15A10459, con này để cho anh em 10458 ạ. Để cho anh em loanh quanh con này có 145 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ gốc nhé. Số tự động xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, với cái tầm giá như vậy thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe không thể chê vào đâu được ở cái tầm tiền như thế này nhé. Nội thất của nó thì nguyên zin, đó, xe cam kết cho anh em không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước bà con nhé. Con này thì nó là 2008 nhưng bản này là bản SNX, con này bán đắt hơn một chút này, con này để cho anh em 158 triệu nhé. Bao rút hồ sơ đắt hơn con này khoảng tầm hơn chục triệu. Anh em chọn con nào anh em chọn nhé, xe thì chất lượng như nhau luôn ạ. Tiếp tục bọn em đang có cho anh em một chiếc xe, đó là một chiếc Chevrolet Cruze. Con này là Chevrolet Cruze, sản xuất năm 2015, form mới, biển 15K05414 mà số tự động, bản full cửa sổ trời, xe đẹp lên full đồ. Đấy, đồ chơi của nó thì miễn bàn rồi, đồ chơi của nó miễn bàn với dòng xe này. Nó độ rất là đẹp cho anh em ở cái tầm tiền như con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá 279 triệu đồng, bao rút hồ sơ gốc cho anh em, hỗ trợ cho anh em vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc. Xe có màn hình, có cam nùi, đầy đủ hết theo xe và giá của nó thì rất là đẹp, hợp lý luôn. Máy 1.8 nhá, form dáng đẹp, chuẩn chỉnh đời cao 2015 với giá có 279 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ gốc cho anh em này. Bao rút hồ sơ gốc cho anh em này. Với cái tầm tiền như thế thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe cực kỳ ổn định và đẹp luôn ạ. Tiếp tục thì ở đây đang có cho anh em một chiếc Toyota Vios sản xuất năm trong tủ 2014 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5 bản E-Sit. Chiếc xe đang đeo biển 15K12863 với giá bản E-Sit 260 triệu nhá. Đấy. Ok, Ford Laser sản xuất năm 2000 trong cái cặp anh ơi. Sản xuất năm 2002 phiên bản. Sản xuất năm 2002 phiên bản số sàn, máy 1.6, tên tư nhân chính chủ, biển Bắc Linh, 99A04398 và con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với tầm giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 95 triệu đồng thôi. Xe rất là đẹp luôn cho anh em nhé. Một chiếc xe về tập lái cực kỳ ổn định. Con này cũng 95 triệu đời 2.2. Con này thì bản 1.8 nhá. Bản 1.8 và hai con này thì tương đồng như nhau thôi. Và con nhá, hai con này tương đồng nhá. Con này nội thất của nó anh em miễn bản về lỉ này. Miễn bản về nội thất cho anh em này. Vô lăng đẹp luôn. Con này thì cực kỳ đẹp và lành lắm. Con này thì cũng vậy luôn nhá. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Chevrolet Spark sản xuất năm 2013 phiên bản số sàn. Máy của nó là 1.25 đời 23, form mới rất là đẹp cho anh em với cái tầm giá như con này. Hiện tại là Tuấn Anh đang bán 125 triệu, bao giá tên cho anh em, 125 triệu thôi. Bao giá tên cho quý khách hàng luôn, không phải rút hồ sơ làm gì cả. Đấy, em sẽ hỗ trợ cho anh em về thủ tục ra tên mà con nhé. Đấy, rất ổn định luôn, rất xịn sò luôn cho anh em này. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2009 phiên bản số sàn. Máy của nó là 1.5 bản Nimo lưng phu kịch đồ 2009 nhé. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 139 triệu đồng thôi. 139 triệu đồng thôi bà con nhé. Đấy. Morning vàng 2016 số sàn này, 1.25 biển Hải Phòng, có để cho anh em 165 triệu thôi này. Đấy.
Con này cũng Moling 216 số sàn này, để cho anh em cũng 168 triệu đồng này. Đấy, màu trắng là hai con đều 216 nhá, đều taxi ra nhá. Đấy anh em nhá. Rồi, Carian 2015 cũng là một chiếc xe dịch vụ. Đấy, con này xe dịch vụ ra nhá. 2.0 số sàn, con này biển 30G75287, có để cho anh em là 200 triệu này. Innova E 2015 số sàn, có để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 365 triệu này. Đấy, Innova E nhá, số sàn 2.0 ạ. Con này thì để cho anh em 100 triệu, Chevrolet Vivante sản xuất năm 2008, bản đủ 2.0, gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ nhá. Xe rất ổn định luôn ạ. Đấy. Moling con này để cho anh em 101 này, con này 2012 số sàn để cho anh em 101 này. Đấy, rất ổn định. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Spectra sản xuất năm 2004, con này đang đeo biển Hải Phòng 15A là 15373, con để cho anh em loanh quanh 79 triệu thôi. Anh em tập lái hay đi mưa đi nắng thì lấy con này ổn định này. Con Vios G số tự động này thì để cho anh em 235 triệu thôi. Đời 2009 số tự động bà con nhá. Quý khách hàng và quý bà con nào có nhu cầu mua số tự động thì đây là một chiếc xe hợp lý luôn. Đó, vừa rồi Tuấn Anh cũng báo giá rất nhanh, rất gọn và rất lẹ cho anh em về những cái dòng xe ở đây. Nếu như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nào có nhu cầu quan tâm về những chiếc xe này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Quá ok, quá ổn định và quá chất lượng với một cái dàn xe cực kỳ ổn định như này. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Xin chào hôm nay.